Chiếc xe ô tô 29 chỗ ngồi cùng hàng chục chiếc dây chuyền, vòng đeo tay này là tang vật của các vụ cướp và cướp giật tài sản. Chỉ cho phóng viên xem ảnh chụp vết bầm đỏ trên cổ, một nạn nhân kể lại vụ cướp dây chuyền xảy ra đúng hôm khai mạc lễ hội du lịch biển Sầm Sơn. Tôi đang đi bộ ven biển thì bất ngờ có một đối tượng nữ lao vào giật dây chuyền của tôi. Và xung quanh lúc đấy có rất nhiều người già, người trung tuổi. Nhưng khi tôi hô hoán lên thì không có một ai phản ứng gì. Nhận được tin trình báo, chỉ sau chưa đầy 2 ngày lần theo dấu vết tội phạm, cơ quan công an đã bắt gọn ổ nhóm cướp giật tài sản khi cả ổ nhóm này đang cùng di chuyển trên một chiếc xe ô tô từ thành phố Sầm Sơn đến địa bàn huyện Gio Linh, Quảng Trị. 24 đối tượng bị bắt giữ đến từ nhiều tỉnh thành phía Nam, có độ tuổi từ 16 đến 62. Đối tượng cầm đầu khai nhận đã gây ra hàng chục vụ cướp giật tài sản. Để dễ dàng thực hiện hành vi của em cứ rủ người già và trẻ em và phụ nữ có thai, xin các bị hại và cơ quan nhà nước tha lỗi cho em. Nhóm này hoạt động rất tinh vi ở chỗ rằng là có sự phân công vai trò với nhau. Đối tượng mà thực hiện cái hành vi cướp giật sẽ đứng ngay bên cạnh. Sau khi cướp giật được tài sản thì truyền ngay cho các đối tượng bên cạnh để tẩu tán tang vật và có các đối tượng khác để che chắn, tạo điều kiện cho đối tượng này thoát khỏi hiện trường. Cơ quan công an nhận định đây là lần đầu tiên xuất hiện ổ nhóm cướp giật tài sản chuyên nghiệp, đồng tới hàng chục đối tượng dùng xe ô tô khách để cùng nhau di chuyển qua nhiều địa bàn dưới vỏ bọc là khách du lịch. Ổ nhóm này chỉ trong thời gian ngắn đã liên tiếp gây ra hàng chục vụ cướp giật tài sản tại các khu vực có diễn ra các sự kiện tập trung đông người. Thời điểm chúng chọn để gây án là lúc tối trời. Lực lượng an ninh rất khó để xác định cái nhóm đối tượng gây án này. Thì chúng tôi đã phải áp dụng rất nhiều các biện pháp nghiệp vụ mới cất gọn được cái mẻ lưới này. Cơ quan công an cũng đưa ra khuyến cáo dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 đang đến gần. Tại nhiều địa phương trên cả nước sẽ còn diễn ra rất nhiều hoạt động lễ hội thu hút đông người tham gia. Đây là dịp để tội phạm lợi dụng gây án. Vì vậy mỗi người dân khi tham gia các hoạt động đông người cần đề cao cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản cá nhân. Ai là nạn nhân của ổ nhóm cướp giật tài sản vừa bị bắt giữ, hãy đến trình báo tại cơ quan công an nơi gần nhất để làm cơ sở xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.